Kênh Chợ Đầu Mối Bom xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình sẽ dạo quanh một vòng chợ, khu vực chợ Đầu Mối Hóc Môn, xem nhà vườn lên bán dưa hấu Tết nha quý vị. Bây giờ là 6 giờ chiều, 18 giờ quý vị. Này là mình chia sẻ đến quý anh chị em là khu vực mình đang đứng là đầu đường số 4, cặp bên hông chợ Đầu Mối Hóc Môn quý vị. Thấy họ bán cải gai quý vị. Cải gai 66 thì 5.000 một ký, còn đẹp đẹp thì 10.000 đồng ký nha quý vị. Đồ nông sản bây giờ này đang sổ rất là rẻ. Khổ qua anh này em bán là 10.000 đồng ký nha quý vị. Đó là giá bán lẻ nha quý vị. Là trong chợ họ cho thuê bán dưa hấu. Bán dưa hấu quý vị. Dưa hấu Bình Dương hình như là mướn ở đâu ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lô. Mới đổ có 4 lô à. Còn 2 lô này là chưa đổ, không biết chừng nào họ chở tới họ đổ nha quý vị. Dưa hấu quá quý vị. Đầu đường số 4 nha quý vị. Họ bán dưa hấu rất là nhiều luôn. Dưa hấu sọc mà có nè. Dưa hấu tròn có. Dưa hấu dài có luôn nha quý vị. Bên đây họ bán đồ hải sản á quý vị. Rất đẹp luôn. Có cái là bao nhiêu tiền ký mình không biết nha quý vị. Dưa hấu Bình Dương là năm nào cũng ngay khu vực này. Dưới kia là An Giang rồi Sóc Trăng rồi Long An rồi nhà vườn họ cũng để cái bảng quảng cáo quý vị, tên của họ, tên thương hiệu của họ đã bán ở chợ này bao nhiêu năm vậy đó. Chợ Tết quý vị. Chị kia là bán bán bưởi da xanh. Dưa đẹp đó quý vị. Đây là nhà vườn đó nha quý vị. Nhà vườn rồi bạn hàng liên hệ với chợ á. Mướn chỗ liên hệ mướn chỗ cặp bên đường số 4 chợ Đầu Mối Hóc Môn họ bán nha quý vị. Năm nào cũng vậy á, ngay chỗ này khu này bán dưa hấu luôn. Thấy cũng có người mua á quý vị. Họ bước vô đó là họ mua. Ồ, trái dừa này ha, có
có cả gần hơn 10 kg không quý vị, 10 kg có hơn. Vừa lớn. Đây này. Đây cũng rất là lớn luôn nha quý vị. Dưa này 10 kg á. Còn lá luôn nha quý vị. Lá gì còn nguyên luôn. Còn bên kia dưa màu vàng. Trái dưa mà màu vàng nha quý vị. Dưa màu vàng, bao nhiêu tiền thì không biết. Dưa hấu Thanh Hải. Thông báo nhắc nhở là cuối. Đối với các hành vi buôn bán với lòng lề đường số 4. Đường số 4. Đường số 4, giáp với đường Nguyễn Thị Cấp. Thu dọn hàng quá đi nơi khác. Sau 21, lực lượng liên ngành công an và đội bảo vệ chợ đã lập biên bản xử phạt và thu giữ hàng quá vi phạm. Nghe trên lo thông báo quý vị. Đuổi mấy người bán dưới lòng đường này nè quý vị. Ở đây họ chưa họ chưa xuống dưa. Đâu, một xe luôn quý vị. Này xe luôn mà chưa xuống. Bây giờ là 6 giờ chiều 25 Tết mà dưa vậy là thấy nó cũng không có nhiều nha quý vị. Không biết chừng nào họ mới dọn. Đây nữa quý vị. Đẹp. Tết một năm mà có mấy ngày Tết đó, mấy người bán rau đó bảo vệ hồi nãy nó đuổi rồi cái gì. Đường số 4, đây là đường số 4. Mấy anh chị này nào bán với lòng đường dọn vô rồi quý vị. Cho 20 phút phải dọn. Thơm quá gì. Thơm. Thơm màu xanh luôn. Xanh lét quá gì. Chặt thơm, bán thơm. Nhiều trái thì không ăn. Nghe hàng rào. Ta mua về ta bán à, chứ không phải trở lại đây bán. Ta mua về tỉnh nào mua về một xe quá trời để bán. Rồi hết đường số 4 rồi quý vị. Tới cổng 3 cũng như là hết chợ rồi đó. Ở cổng 3 này, trong cổng 3 là họ bán rau muống á quý vị. Rau muống, cải, đồ nhà vườn trồng đem vô đó bán nha quý vị.
á, bảo vệ đuổi mấy người này nè, họ đang dọn còn miếng nè quý vị. Cô này bán cải nha quý vị, củ cải rồi củ sắn rồi khoai lang tây, củ kiệu rồi này nha quý vị. Chỗ này của anh Dũng nè, bắp cải. Bắp cải rồi su hào nha quý vị. Đây là mấy người á giờ đẩy ra đây quý vị. Tối qua quay hết đẹp rồi quý vị, hết thấy rồi, đây hết đèn, hết thấy rồi. Xong video mình tới đây kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.